Hoan hỷ chào đón cư bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới cư bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chính xác 100%, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, cuối năm 2023 còn lại gì? Sức tàn lực kiệt tứ cố vô thân, hay thần tài hộ giá hưởng đời giàu sang, tiền vàng ngập két? Tân Sửu mạng thổ cung ly, đất ở đầu vách ít ai quốc đào, tháng riêng lỗi số biết bao, thu đông cùng cực thân nào hẩm hiu, số này khắc mẹ khắc cha, gần nhau xích mích đi xa lại buồn, tánh người nói dữ nói hung, khẩu xà tâm Phật nói rồi bỏ qua, gái thì lập nghiệp phương xa, tình đầu luống chịu vu chiều buôn mai, trai thì lại có lắm nghề, bụng người ngay thẳng không hề tham lam, cho hay trời đã an bài, tu nhân tích đức để dày mai sau, trời Phật tin tưởng phụng thờ, cho nên hậu vận ấy mà ấm no. Quý vị thân mến, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, khi đã bước qua tuổi 64 lại như đã đi hết một chặng đường cống hiến trong cuộc đời, giờ là lúc an nhàn sống vui vẻ hạnh phúc bên con cháu. Nhưng đời đâu có vẹn toàn, vẹn ý bao giờ, người tuổi 64 được về hưu hưởng phúc, nhưng đâu đó vẫn còn những người cha người mẹ tần tảo, quẳng gánh nuôi con nuôi cháu, chăm lo cho mái ấm gia đình. Còn đây dẫy những gian truân vất vả, nợ nần còn đó, nghèo đói còn đó, dám đôi tay, sức khỏe nay đã như cây vàng lá, chỉ mong sao ông trời thương tình cho sức mạnh kiên cường để vượt qua tất cả. Bằng sức lực, bằng kinh nghiệm sống mấy mươi năm mà vực dậy gia đình, dìu dắt con cháu đến bến đỗ mới, ở nơi đó mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn, sung túc và giàu có hơn chứ không vất vả như trước nữa. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỷ được chia sẻ đến quý vị và các bạn vận trình tử vi chi tiết dành riêng cho tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, trong thời điểm cuối năm 2023, để bản mệnh trải qua những ngày tháng còn lại thuận lợi và thành công hơn, may mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng đều tránh xa, từ đây đổi vận đổi đời, giàu sang sung sướng, tiền vàng ngập két, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tiên tri tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 cuối năm còn lại gì? Sức tàn lực kiệt tứ cố vô thân, hay thần tài hộ giá hưởng đời giàu sang, tiền vàng ngập két? Quý vị thân mến, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, trời sinh thông minh, cũng rất giỏi tính toán, lên kế hoạch, hành sự quyết đoán, dứt khoát, dám nghĩ, dám làm, họ tuyệt đối không ỷ lại hay dựa dẫm vào người khác. Người tuổi Tân Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân, thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Tân Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng, đôi khi phải đối mặt với khó khăn áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Những người tuổi Tân Sửu có lối sống rất thực tế, không mơ mộng hảo huyền, họ ghét những lời nói ngon ngọt, nịnh bợ người khác, thậm chí là tránh xa những người mồm mép tép nhảy. Người này ít chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật, bởi vậy không ai biết những kế hoạch họ đang làm. Tuổi Tân Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn, nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn, ít khi bị mắc sai lầm, bởi vậy họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên trong những trường hợp cần phải quyết đoán, tuổi Tân Sửu lại bị tuột mất cơ hội, họ cần phải chăm chỉ, nỗ lực học hỏi hơn nữa mới có thể đạt được thành công. Những người tuổi Tân Sửu luôn có nguyên tắc cho cuộc sống của mình, họ đặt yêu cầu cao cho những mối quan hệ, người thân xung quanh, đôi khi điều đó gây phiền phức cho những người khác. Tuy nhiên, tuổi Tân Sửu được rất nhiều người yêu quý bởi sự thật thà, chân thành, luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho những người đang gặp khó khăn.
Tuổi Tân Sửu đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mai một mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn, giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh, khiến tuổi Tân Sửu dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên trong một số trường hợp, sự kiên định đó khiến tuổi Tân Sửu trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt mọi người. Những người này ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là những người thân, họ tin vào sự lựa chọn và những suy nghĩ tính toán của bản thân mình. Nhưng nếu được hợp tác làm ăn với họ, thì bạn sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện lọc lừa, cũng không giành lấy phần lợi về mình. Đây là đối tác kinh doanh tốt mà mọi người nên hợp tác kinh doanh làm việc cùng. Vận mệnh người tuổi Tân Sửu mệnh thổ đã định rằng, phần lớn đều tới tuổi trung niên mới có thể nghỉ ngơi hưởng phúc, thời trẻ họ phải bôn ba khắp trốn, bận rộn mà khổ cực. Vận tài lộc của người tuổi Tân Sửu mệnh thổ khá tốt, thuận lợi trên con đường kiếm tiền. Tuy tiền vận không được giàu có, nhưng càng về sau thu nhập càng ổn định, có nhiều nguồn thu tiền bạc dư giả. Nhờ vậy mà cuộc sống có phần lên cao về vấn đề tiền bạc, về hậu vận không phải lo nghĩ gì, cuộc sống ấm no, giàu sang phú quý, lại được con cháu hiếu thảo phụng dưỡng. Tử vi học có nói, trong số những con giáp tuổi Tân Sửu không ngại đối mặt với vất vả, ngược lại họ lại càng muốn thử thách chông gai hơn, để rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn. Trong cuộc sống này, con giáp nào chịu khổ được thì không biết, nhưng tuổi Tân Sửu thì sẵn sàng xông pha, họ tâm niệm rằng người nào có nhiều kinh nghiệm sống, thì người đó sẽ dễ dàng thành công. Tuổi Tân Sửu cũng là những người sống chân thành không mưu lợi, họ chỉ biết rằng cứ sống tốt và chăm chỉ thì ắt hẳn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bước sang năm 2023, tuổi Tân Sửu gặp nhiều may mắn trong công việc, tài lộc tăng tiến với việc được hai tài tinh là Thiên Tài và Thực Thần chiếu mệnh. Bản mệnh có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thuận lợi, khởi sự tốt đẹp đúng như mong muốn. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán được dự báo sẽ có nhiều vượng khí, trong khi đó, người làm công việc cố định có thể hài lòng với mức thu nhập hiện tại, cộng thêm bổng lộc. Tuy nhiên, người tuổi Tân Sửu không vì thế mà lơ là, chủ quan hay tham lam để tránh thiệt hại vì sự nóng vội của bản thân. Về công danh, sự nghiệp, Quý Mão được nhận định là một năm phát triển hài hòa với người tuổi Tân Sửu ở phương diện công danh sự nghiệp. Con giáp này vẫn duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực thực hiện sẽ gặt hái được thành quả như ý. Mặt khác lại có chính quan các tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn. Vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến. Nhờ thương quan trợ lực bản mệnh có cơ hội đi xa, xuất ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn, có quý nhân phù trợ không ngừng khẳng định uy tín và thăng quan tiến chức, đường quan lộ thênh thang rộng mở, theo đó nhờ được thần tài trông nom. Tài lộc năm 2023 của tuổi Tân Sửu vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ, nên làm đâu thắng đấy, nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc, với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định. Tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào, sinh lời, sinh lộc, tiền bạc hanh thông. Đặc biệt, với người làm kinh doanh buôn bán năm 2023, hứa hẹn sẽ thu về nhiều lợi nhuận, bù đắp cho những thua lỗ trước đó, có điều chớ vội vàng mở rộng quy mô, hoặc ôm quá nhiều hàng hóa trong giai đoạn cuối năm này mà hao hụt tiêu tán, vẫn nên thận trọng, vừa làm vừa thăm dò thị trường, kẻo thiệt hại tiền của. Đầu tiên, chúng ta xét tổng quan tử vi tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, thời điểm cuối năm 2023. Xem tử vi cho thấy, giai đoạn từ nay tới Tết 2024 âm lịch, vận trình của người tuổi Tân Sửu có cả cơ hội lẫn thách thức song hành. Sự nghiệp vừa có nguyệt lệnh lâm quan đới hậu thuẫn, lại vừa chịu tác động bất lợi từ hung tinh thái tuế, nên cơ hội để chứng tỏ năng lực không thiếu, nhưng kèm theo đó cũng là những sự ganh đua, ghen ghét, thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Vì là giai đoạn cuối năm nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết. Hiệu suất có tốt hay không còn tùy thuộc vào sự tập trung và nỗ lực của bạn tới đâu, gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi công sức mà bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Về tiền bạc, người tuổi Tân Sửu trong giai đoạn này tốt nhất nên kiểm soát việc chi tiêu của mình, Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa. Nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều, nên chưa thể phung phí ở thời điểm này. Làm ăn hồn hạp nên tìm hiểu kỹ, kẻo bị lừa gạt thời điểm cuối năm, đây là khoảng thời gian khá bận rộn của người tuổi Tân Sửu. Cũng chính vì lý do đó mà con giáp này có thể không kiểm soát được cảm xúc của mình mà cáu giận vô cớ, khiến cho mối quan hệ tình cảm trở nên lạnh nhạt. Bạn nên cố gắng giữ gìn hòa khí để đón vận trình cuối năm và năm mới thật ấm cúng nhé. Trong thời gian này,
Sức khỏe của tuổi Tân Sửu cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ. Thời điểm này bạn nên dành cho mình thời gian nghỉ ngơi và xây dựng lối sống khoa học thì sức khỏe sẽ luôn được đảm bảo và yên tâm đón Tết. Cụ thể, về phương diện công danh sự nghiệp. Xem tử vi cuối năm của 12 con giáp âm lịch, phương diện sự nghiệp của tuổi Tân Sửu được dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều biến động. Do đây lại là cuối năm nên bạn phải đương đầu với nhiều vấn đề cùng một lúc, nào là tất bật với công việc được giao phó, nào là tiểu nhân vẫn đang trực chờ cơ hội hãm hại bạn, đòi hỏi bạn phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn mới mong tìm được hướng đột phá cho mình. Đặc biệt, các chuyên gia tử vi phong thủy cũng đưa ra những dự tính để Tân Sửu có thể tránh được những rủi ro và phát huy được mặt tích cực trong giai đoạn từ nay tới Tết 2024 âm lịch nhờ vào ba lưu ý sau đây. Thứ nhất, thời điểm cuối năm, tuy đây là giai đoạn khá vất vả với tuổi Tân Sửu, nhưng may mắn vẫn có nguyệt lệnh lâm quan đới, mức độ ảnh hưởng không tồi nếu con giáp này cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra, làm tốt nhiệm vụ được giao thay vì chạy theo quá nhiều lĩnh vực cùng lúc thì kết quả sẽ rất khả quan. Bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết, nhưng sự chăm chỉ của bạn sẽ làm cho đồng nghiệp và cấp trên vô cùng hài lòng, dành cho bạn thêm nhiều cơ hội mới vào năm sau. Thứ hai, thời gian cận Tết 2024 âm lịch này, Tân Sửu chịu tác động bất lợi từ hung tinh thái tuế, thêm cả thiên quan nhập mệnh, xuất hiện điềm báo có thể bị ganh đua, ghen ghét, đặt điều thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Do đó bạn càng nên thận trọng hơn, chú ý giữ gìn mối quan hệ hài hòa với các đồng nghiệp và mọi người xung quanh để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa, yên tâm đón Tết. Thứ ba, vì là cuối năm nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, nhưng mà có công mài sắt có ngày nên kim, chỉ cần bản mệnh làm việc tốt cùng với sự tập trung và nỗ lực kiên trì tới cuối tháng, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Đặc biệt bản mệnh vốn là con giáp tài năng và giỏi xử lý các việc phức tạp nên việc khó cũng có thể ứng biến kịp thời. Từ nay tới Tết 2024 âm lịch, bản mệnh còn có thiên ấn che chở giúp giảm bớt hung hiểm phần nào, hãy luôn nhớ giữ cái đầu lạnh trong mọi hoàn cảnh, thì không có gì phải lo lắng. May mắn là nguyệt lệnh dưỡng ở Sửu, ý chỉ vận khí sẽ dần tăng, trải qua đủ khó khăn nhưng bạn không bỏ cuộc, thì sắp tới sẽ là tháng ngày may mắn vô cùng, tràn đầy hy vọng. Nhìn chung mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, khó khăn một chút cũng không khiến bạn nản lòng. Xét phương diện tài lộc. Xem tử vi tuổi Tân Sửu từ nay tới Tết 2024 âm lịch cho thấy, đường tài lộc trong thời gian này vẫn ổn định, dù không có tài tinh chiếu mệnh, mọi chi tiêu, sinh hoạt trong cuộc sống phần lớn dựa vào nguồn thu chính. May mắn trong dịp cuối năm có nguyệt lệnh lâm đất dưỡng, bạn càng chăm chỉ và nỗ lực, thì vận trình tài lộc càng có xu hướng dần khởi sắc. Hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu, làm việc mình yêu thích, đừng bỏ dở giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt. Thu hoạch từ việc kinh doanh buôn bán vẫn có nhưng túc tác khá chậm. Dù bản mệnh mong muốn tài chính có đột phá rõ ràng hơn trong tháng giáp Tết, nhưng mọi việc đều cần có quá trình, nóng vội sẽ chỉ càng dễ hỏng việc, chứ không đem lại lợi nhuận thật sự. Ở thời điểm năm cùng tháng tận, vận khí lại bị thái tuế ảnh hưởng nặng nề, bạn nên hạn chế đầu tư mới ở quy mô lớn để tránh thua lỗ, nhất là ở các hạng mục mạo hiểm hay có sự biến động lớn như chứng khoán, bất động sản. Tốt nhất các kế hoạch dạng này nên để sang năm mới khi vận khí có khởi sắc tích cực hãng tiến hành. Ngoài ra, Tân Sửu cũng cần lưu ý chuyện chi tiêu, kẻo bị lạm chi cho việc sửa nhà hay mua sắm mà khiến ngân sách hao hụt quá nhanh. Về cơ bản, nếu bản mệnh vẫn duy trì được những thói quen tài chính tốt như trước đó thì không phải lo lắng quá nhiều. Dù sao với cách quản lý tiền bạc rõ ràng sẽ giúp hạn chế việc chi tiêu vào những mục đích không chính đáng. Về phương diện sức khỏe, nhìn chung, tình hình sức khỏe của Tân Sửu cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Bước vào từ nay tới Tết 2024 âm lịch, thổ khí cực vượng, khiến thể trạng và tinh thần bạn trở nên yếu hơn bình thường. Cuộc sống bận rộn, khiến bạn dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao khiến sức khỏe sụt giảm nhanh. Tuy nhiên, tử vi có bật mí rằng, mệnh chủ có thể hóa giải bằng cách nghỉ ngơi điều độ, không làm việc quá sức, có chế độ làm việc khoa học và hợp lý. Đặc biệt, đây là thời điểm gần Tết nên sẽ có các buổi liên hoan, tụ họp, Tân Sửu nên hạn chế rượu bia và đồ ăn cay nóng để không ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và các chức năng khác. Ngoài ra, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao như đi bộ, các bài tập dưỡng sinh yoga cũng là cách giúp bạn không chỉ trông mình trẻ khỏe ra rất nhiều mà còn cảm nhận được niềm vui không khí Tết đang đến gần. Về phương diện tình cảm, gia đạo.
Theo tử vi từ nay tới Tết 2024 tuổi Tân Sửu âm lịch, may mắn có cục diện nhị hợp và sao Bách Việt chủ đào hoa, đem lại nhiều dấu hiệu tích cực trên phương diện tình duyên cho người tuổi Tân Sửu. Đặc biệt là đối với người còn độc thân, các mối quan hệ xã giao rộng rãi, giúp bạn quen biết được với nhiều người khác giới, trong đó rất có thể sẽ có người phù hợp với những tiêu chuẩn bạn đặt ra. Con giáp này hãy nhiệt tình và cởi mở khi trò chuyện với mọi người, bạn bày tỏ suy nghĩ của mình, sẽ giúp thu hút những người có cùng tần số, từ đó đôi bên có cơ hội phát triển xa hơn nữa. Với người đã có gia đạo êm ấm, bạn và người ấy thường xuyên trao đổi, chia sẻ mọi chuyện với nhau, nên mối quan hệ khá gần gũi, thân thiết. Khi cảm thấy lo lắng vì những điều chưa biết trước, bạn có thể tâm sự với đối phương, người đó chắc hẳn sẽ đưa ra được cho bạn những lời khuyên hữu ích. Tuy nhiên, do tác động của Bách Việt, nên thời gian này xung quanh bạn cũng xuất hiện các đối tượng khác giới nhiều hơn, con giáp này cần chủ động giữ khoảng cách với người khác. Nếu không, những lời đồn thổi sẽ rất dễ đẩy bạn vào tình cảnh tình ngay lý gian, gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân và hạnh phúc gia đình. Tổng kết, những điều tuổi Tân Sửu nên chú ý trong thời điểm từ nay tới Tết 2024 âm lịch. Sự may mắn là những gì sẽ đến trong hầu hết các phương diện cuộc sống của người tuổi Tân Sửu từ nay tới Tết 2024 âm lịch, thời điểm tốt nhất để bạn có những thay đổi tích cực. Tử vi cuối năm 2023 tuổi Tân Sửu báo trước rằng bạn nên chú ý loại bỏ những thứ tiêu cực có thể cản trở bạn tiến bộ và phát triển. Thay vào đó hãy tập trung vào việc phát triển cuộc sống của bạn. Dự đoán của thầy tử vi có lời khuyên rằng bạn nên nhìn vào bên trong bản thân mình và thực hiện những việc khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Hãy vạch ra cho mình một con đường để có thể sống một cuộc đời hạnh phúc và viên mãn. Tân Sửu cũng nên chú ý, bạn sẽ phải học cách trao cho người khác cơ hội và sự chú ý, quan tâm định hướng, thay vì việc chỉ tập trung vào bản thân mình và những thứ giúp bạn thăng tiến. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết và cẩm nang vượng vận của tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, trong dịp cuối năm 2023. Tử vi tuổi Tân Sửu từ nay đến hết tháng 11 âm lịch. Về cơ bản, người tuổi Tân Sửu có một tháng khá thuận lợi, nếu chăm chỉ, cố gắng và nhất quán với mục tiêu của mình, bản mệnh hoàn toàn có thể gặt hái được thành công. Nhị hợp mang lại tác động tích cực cho người tuổi Tân Sửu trên nhiều phương diện, con giáp này biết cách lập kế hoạch làm việc, nên dù có bận rộn đến mấy cũng không rơi vào cảnh bối rối. Thêm vào đó, các mối quan hệ xã giao thuận lợi, đồng nghiệp hợp tác ăn ý càng là yếu tố giúp bạn nhanh chóng gặt hái được thành công hơn. Tài lộc cũng có những bước tiến đáng kể, bạn có cơ hội nhận được các khoản hoa hồng, thưởng nóng nhờ hoàn thành tốt các dự án được phân công. Nếu muốn cải thiện thu nhập, bạn hoàn toàn có thể thử sức với các công việc làm thêm, người làm ăn kinh doanh cũng sẽ thu về một khoản kha khá nhờ việc hợp tác diễn ra thuận lợi. Xem tử vi từ nay đến hết tháng 11 tuổi Tân Sửu âm lịch thấy rằng, phương diện tình cảm có tốt có xấu. Vì thế mà bạn cần phải chú ý cách hành xử của mình, vợ chồng cần quan tâm hơn đến nhau, thường xuyên trò chuyện để giải quyết các khúc mắc xuất hiện. Quý nhân, Hợi, Ý, Tiểu nhân, Mùi, Tuất, màu sắc cát tường, xám, nâu, con số may mắn, 23, 91, 33. Giai đoạn 2, tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, trong tháng 12 âm lịch. Theo tử vi khoa học, sang tháng 12 âm lịch cũng là tháng bản mệnh vận khí biến động khôn lường, mang đến nhiều khó khăn và áp lực cho tuổi Tân Sửu. Công việc dồn dập, khối lượng và áp lực cực lớn, đòi hỏi phải hết sức tập trung và dành nhiều thời gian xử lý mới có thể hoàn thiện, tránh được tình trạng bị trì trệ. Tài lộc có thu hoạch nhất định, trong khi chính tài cố định, bản mệnh đã dự liệu được khoản tiền lương và thưởng cuối năm, nên không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, có thiên tài mang tới những khoản thu ngoài luồng khác, tiền bạc khá rủng rỉnh, có điều, kiếp tài ảnh hưởng. Người tuổi Tân Sửu khó tránh tiền bạc tổn thất, tiêu pha tốn kém tiền của vì người khác hoặc quyết định kinh doanh, đầu tư sai lầm nào đó. Phương diện sức khỏe cần lưu ý giữ ấm cơ thể, tránh bị hàn khí xâm nhập, gây các chứng bệnh phong hàn, chú ý khi đi lại, du lịch, công tác, kẻo gặp sự cố bất ngờ, họa huyết quang. Chuyện tình cảm duy trì ở mức ổn định là tốt, không mong thăng cấp bất ngờ, nhất là các cặp đôi đang yêu. Cần dành thời gian suy nghĩ kỹ càng trước khi tính chuyện hôn nhân đại sự, kẻo sau này phải hối tiếc. Quý nhân, Ý, Dậu, Tiểu nhân, Mão, Ngọ, màu sắc cát tường, tím, trắng, con số may mắn, 23, 91, 45. Thưa quý cô bác tuổi Tân Sửu 1961 thân mến, cũng đã sắp bước sang năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi may mắn, quý cô bác cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm mới. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết,
được gọi là người đến xông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến xông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta, khi chọn tuổi xông nhà, xông đất đầu năm, gia chủ tuổi Tân Sửu nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với tuổi Tân Sửu. Đồng thời, ngũ hành, thiên can, địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến xông nhà. Ngoài ra, người được chọn để xông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Tân Sửu nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Tân Sửu trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Dậu 1969, tốt, Bính Thân 1956, khá, Canh Tý 1960, khá, Đinh Dậu 1957, khá, Mậu Tý 1948, khá, Ất Tỵ 1965, khá, Mậu Thân 1968, khá, Nhâm Tý 1972, khá, Đinh Tỵ 1977, khá, Tân Dậu 1981, khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Tân Sửu trong năm Giáp Thìn 2024 là Ất Dậu 1945, xấu, Giáp Thân 1944, xấu, Ất Sửu 1985, xấu, Quý Sửu 1973, xấu, Quý Mão 1963, xấu, Mậu Thìn 1988, xấu, Giáp Tuất 1994, xấu, Canh Thìn 2000, xấu, Bính Ngọ 1966, xấu, Ất Mùi 1955, xấu. Bản mệnh Tân Sửu nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn 3 cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma, trừ tà,
đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau: cho muối biển vào nồi hoặc chảo, rồi đổ cồn xâm xấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý, đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt. Xông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn. Đơn giản hơn là dốc muối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia phong thủy, ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu, do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục sám muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai, dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà, hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài, tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm hóa chất độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng có khác. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Mẹo thứ ba, đốt phong long phù. Với một số nhà phong thủy thì phong long phù được dùng nhiều trong việc trừ uế khí, khai vận, chiêu tài, vì rất dễ làm. Thỉnh phong long phù đã được tẩy uế, khai vận, sau khi thắp hương ở ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài gia chủ thành tâm khấn lạy, khai báo đầy đủ tên tuổi, địa chỉ và kêu cầu những mong muốn sở nguyện của mình để phù ứng nghiệm. Cuối cùng gia chủ xin tạ lễ và đem phong long phù đốt ba lá ở các hướng tốt trong ngày. Theo quan điểm dân gian, phong thủy, xả xui có thể làm bất cứ khi nào cảm thấy vận trình của mình đi xuống hay gia chủ vừa lui tới những nơi có nhiều âm khí như đền chùa, bệnh viện, nghĩa trang, đi đám tang, khi về đều có thể làm để trừ năng lượng xấu, tà khí và kích hoạt vận may cho mình và gia đình. Tiếp theo là màu sắc may mắn năm 2024 cho tuổi Tân Sửu. Màu nâu vượng sự nghiệp, màu nâu giúp cho người tuổi Tân Sửu luôn giữ được tinh thần tích cực hăng hái, bằng chính nỗ lực của mình, con giáp này có thể giải quyết nhiều vấn đề khó khăn. Hơn nữa, màu này cũng giúp các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng, đối tác đều được củng cố và mở rộng, tăng khả năng được trọng dụng và gặp quý nhân. Màu vàng, vượng tài lộc, thường xuyên sử dụng màu vàng sẽ giúp bản mệnh duy trì được đầu óc tỉnh táo, có tầm nhìn sáng suốt, quản lý tài chính khôn ngoan, biết cách dùng tiền đúng chỗ đúng lúc, từ đó thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Màu bạc vượng nhân duyên, màu bạc giúp người tuổi Tân Sửu tự tin thể hiện sức hút tự nhiên của mình, cộng với sự khéo léo và tinh tế. Người độc thân sẽ quen biết được với nhiều bạn khác giới hơn trong các dịp xã giao, tạo cơ hội thoát khỏi tình trạng lẻ bóng. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Tân Sửu: xanh lục, xanh lam, những màu sắc này gây ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của người tuổi Tân Sửu, khiến bạn thường xuyên có cảm giác bị kìm hãm, luôn ở thế bị động, khó phát huy bản thân như mong muốn. Quý vị thân mến, mọi việc trên đời đều do nhân quả gây ra, chỉ cần bạn biết đến những thói quen gây hại cho vận may này, thì chắc chắn bạn sẽ tránh được nhiều tai họa,
Phật nói về 5 thói quen gây hại cho vận may mất phước cực nhanh mà nhiều người không biết. 1. Trái tim hận thù. Hận thù là thói quen gây hại cho vận may, mất bình tĩnh là biểu hiện của lòng căm thù. Kinh Phật dạy, trên đời không có bệnh nào lớn hơn gió mạnh, quán khí tấn công dồn dập, tất cả như Lai Kim Cang Chư Thiên, Ngũ Tiên đều không thể cứu được. Sức mạnh của sân hận giống như cơn gió mạnh nhất, một khi thổi qua, cỏ đi đến đâu cũng không mọc được, ngay cả Như Lai cũng bất lực. Ý nghĩa của câu này là dù chúng ta đã làm bao nhiêu việc tốt, tích lũy bao nhiêu phúc lành, chỉ cần bạn mất bình tĩnh thì mọi công đức sẽ bị cơn giận của bạn thiêu rụi, vì vậy chúng ta phải chú ý đến sự thù hận. Vậy làm thế nào để loại bỏ và giảm bớt sự tức giận? Chỉ bằng cách suy nghĩ từ một góc độ khác và kiên trì chọn những điều tốt và làm theo, thay đổi những điều xấu, chúng ta mới có thể dập tắt ngọn lửa trong lòng, loại bỏ hận thù và cải thiện việc thực hành của mình. Nếu bạn không mất bình tĩnh, bạn sẽ không làm hỏng phước lành của mình và vận may sẽ đến. 2. Tạo nghiệp sát sinh. Tất cả chúng sinh trong 6 cõi, trong 3 cõi về bản chất đều giống nhau, tức là mọi loài sinh vật đều giống nhau về bản chất, không có sự phân biệt cao thấp. Giết thú cũng giống như giết người, chỉ có ưu tiên về mức độ mà thôi. Vì thế theo thuyết nhân quả, chúng ta nên cố gắng tránh sát sinh để tránh phạm tội. Nhưng không ai có thể sống cả đời mà chưa từng sát sinh. Chuỗi sinh học là sản phẩm của khoa học tự nhiên. Nó cho chúng ta biết rằng nếu động vật ăn thịt không săn mồi, thì chúng sẽ chết đói. Nếu con người không ăn thịt, thì không có cách nào để bổ sung chất đạm và cũng không thể tồn tại được một cách khỏe khoắn. Tuy nhiên, người theo đạo Phật phải học cách linh hoạt, không giết hại chúng sinh. Không nhất thiết có nghĩa là không thể làm hại chúng sinh khác, chỉ cần chúng ta thoát khỏi ý định sát hại, kiểm soát trong một giới hạn nhất định, không chủ động làm hại chúng sinh là được. Trong khi tránh sát sinh, chúng ta cũng phải học cách thả tự do cho thú vật. Thả động vật không chỉ là một hoạt động cao cấp, chúng ta có thể thực hiện nó trong đời thực, chẳng hạn như không cố ý bắt và làm hại côn trùng, chăm sóc động vật nhỏ. Giải phóng động vật không chỉ là cho chúng một con đường sống, mà còn là cho chính mình một con đường sống, bởi vì hành động tử tế vô tình hay cố ý của bạn có thể tích lũy phước lành sâu sắc và giúp bạn vượt qua khó khăn vào thời điểm khó khăn nhất định. 3. Khoe khoang bản thân. Hành vi cuối cùng làm tổn hại đến vận may của bạn là khoe khoang bản thân. Khi một người đạt được điều gì đó, họ không thể giữ im lặng. Nhiều người muốn khoe cho người khác biết mình tuyệt ra sao, thậm chí còn tự phóng đại giá trị bản thân, như mọi người đều biết. Kết quả tốt hay xấu là của riêng bạn, có liên quan gì đến người khác đâu. Những thành tích mà bạn tự hào làm tổn thương những người không thành công và khiến người khác buồn. Nếu bạn giỏi hơn người khác một chút, người khác sẽ ghen tị với bạn. Nếu bạn giỏi hơn người khác nhiều, người khác sẽ ngưỡng mộ bạn. Khi bạn không thực sự giỏi về lâu về dài, việc thể hiện bản thân sẽ khiến người khác không hài lòng và coi thường bạn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển không ngừng của bạn. Những người thực sự có quyền lực rất hiếm khi khoe khoang, mà dùng những thành tích to lớn của mình để thuyết phục người khác. 4. Nói xấu người khác và gây rắc rối. Nói lời ác độc và hành động như kẻ xấu sau lưng cũng là thói quen gây hại cho vận may của bạn, là thói quen gây tiêu hao âm đức một cách nhanh chóng mà nhiều người không biết. Loại thói quen này thường không thu hút sự chú ý của mọi người, ngược lại còn khiến chúng ta phạm nghiệp chướng mà không hề hay biết. Người xưa đã nói, lời nói xuất phát từ trái tim. Nếu bạn cứ nói những lời không hay, nói đúng sai của người khác, nói những lời chửi bới thì bạn sẽ đánh mất vận may của mình rất nhanh. Đừng coi thường nghiệp chướng của lời nói trong cuộc sống. Việc một số lời nói vô ý làm tổn hại đến tính mạng của người khác không phải là hiếm. Tạo nghiệp bằng lời nói thì dễ, nhưng hậu quả có thể rất nghiêm trọng. 5. Ghen tị, mỉa mai người khác. Lời Phật dạy về lòng đố kỵ, ghen tị đã đưa ra một định nghĩa chi tiết về thói ghen tị trong Kinh Đại Thượng Tạo Tượng Công Đức. Nếu có chúng sinh thấy người khác vượt trội hơn mình, họ sẽ nghĩ như thế này: sao mình lại không có được những gì họ đang nhận được? Họ không nhìn thấy điều tốt ở người khác và không thể nhượng bộ. Đây là sự ghen tị, ghen tuông thường liên quan đến tâm lý chiếm hữu ích kỷ, dễ tham lam, chiếm hữu danh lợi, địa vị, quyền lực, tiền bạc, sắc đẹp và tính ghen tuông sẽ kéo theo. Và một khi tâm lý tham lam cộng lại sẽ dẫn đến nhiều bi kịch làm hại người khác và chính chúng ta. Ngày xưa, có một người nông dân nuôi một con dê và một con lừa. Con dê thấy người nông dân cho con lừa thức ăn ngon hơn thức ăn của mình, nên ghen tị, nên nghĩ ra cách để lừa dối con lừa. Dê nói với con lừa, nhìn kìa, ông chủ đối xử với bạn rất tệ, ông ấy bắt bạn phải làm rất nhiều việc mỗi ngày. Con lừa ngây thơ tin điều đó và cho rằng con dê làm điều đó vì lợi ích của mình, nên đã hỏi con dê, dê tôi phải làm sao đây? Dê nói, mày giả vờ rơi xuống mương thì có thể nghỉ ngơi, con lừa giả vờ ngã xuống mương gãy chân. Sau khi người nông dân biết chuyện, ông đã mời bác sĩ thú y đến. Bác sĩ nói với người nông dân,
Ông cần dùng máu của con dê và bôi vào vết thương của con lừa để chữa vết thương ở chân. Sau khi nghe điều này, người nông dân đã giết con dê, lấy máu của nó và chữa lành vết thương cho con lừa. Con dê trong chuyện khi thấy người khác được chút lợi ích, thay vì vui mừng cho người khác, lại trở nên ghen tị và nảy sinh ý định hãm hại con lừa, thậm chí còn muốn giết chết con lừa. Đây là hậu quả của sự ghen tị. Vì vậy, nếu thực sự muốn may mắn, chúng ta chỉ có thể tránh xa ghen tị, không làm tổn thương người khác, gieo nghiệp lành và tự nhiên nhận được phúc lành tương ứng. Thiện và ác đều có nguyên nhân của nó. Mọi việc trong cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn khác nhau, nhưng chỉ cần bạn nỗ lực đạt được 5 điểm trên và tìm kiếm từ trái tim mình. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.